Chương trình này được bảo trợ bởi D&D Gel và Winland Realty and Mortgage Incorporated. Xin kính chào tất cả quý vị. Hôm nay ba chị em chúng tôi ngồi đây để cùng tham dự trong một buổi ca nhạc rất là đặc sắc qua dòng nhạc của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Bây giờ Ý Lan xin mời chú Tuấn Khanh lên tiếng để chào khán thính giả trong Music Box do Trung tâm Thúy Nga thực hiện. Cái lời đầu tiên đó, thì chú phải nghĩ cho chú phải cảm ơn chị Tô Thủy, anh Thi, Huỳnh Thi đã có nghĩa là phải có rất là phải đặc biệt mà mới bỏ rất nhiều công trình rồi thì nên tốn kém mà mời được những các cái người, tất cả những người ca sĩ mà hát được những cái bài này là toàn là những người năng khiếu đặc biệt mà trời cho, hát đến đâu là đúng đến đấy, đúng từng giọng ca một đấy. Chưa được bao giờ mà chú được nghe một cái chương trình nó đặc biệt như thế này. Vâng, cảm ơn chú rất nhiều. Chú thì lúc nào cũng rất là cảm động lắm quý vị. Nói một chút xíu thôi chứ còn nói thêm một chút xíu nữa là chú lại bật khóc đấy. Thành ra thôi, chúng tôi xin mời quý vị bắt cùng với chúng tôi bắt đầu vào chương trình. Và sau đó thì đương nhiên là quý vị sẽ còn được nghe nhạc sĩ Tuấn Khanh tâm tình với quý vị rất nhiều. Bài hát đầu tiên để mở đầu cho chương trình của chúng tôi hôm nay, xin mời quý vị nghe, là một nhạc phẩm rất nổi tiếng qua hàng chục năm rồi mà cho đến giờ phút này tất cả chúng ta vẫn còn yêu mến nó lắm. Đó là nhạc phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng, sẽ do hai tiếng hát Ngọc Anh và Ý Lan trình bày. Trời sao vội sáng, một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sáng, chiều vào thu tiễn em sâu lạnh xa. Chiếc cuốn bay xa, đêm chia ly nghẹn ngào sao chẳng nói, chỉ nghe tim nức nở trở về thôi. Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối, mà nước mắt tuôn rơi. Mộng về một đêm xuân sang, em thì thầm ngày đó thương anh. Huyền về một đêm trăng thanh, xây mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tàn tạ đến trăng sao, sao ngậm ngùi từng chiếc lấp lánh. Chờ một chiều xuân thơ chính,
nghe quanh vắng, đường thênh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn giá, lá trên cành một chiếc cuối bay xa. Em thì thầm ngày đó thương anh, thuyền về một đêm trăng thanh, xây mộng vàng đầu bên sông xanh. Mộng tàn tạ đêm trăng sao, sao ngậm ngùi từng chiếc lấp lánh. Chờ một chiều xuân thơ chinh, cho lòng mình về vui. Mà lòng nghe quạnh vắng, đường thênh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn xa, lá trên cành một chiếc cuối bay xa. Rượu cạn ly uống say còn xa, lá trên cành một chiếc cuối bay xa. Thường thì ca sĩ chúng tôi là hát xong được quý vị vỗ tay, chứ chúng tôi không được quyền vỗ tay cho chính mình. Thế nhưng mà cái bài hát này nó quá đặc biệt, chú Tuấn Khanh ạ, hay quá. Nó hay là bởi vì cái dòng nhạc của chú, cho nên đặc biệt là Ý Lan thấy lời của bài hát này nó đã có những cái điểm mà nó khác biệt với những lời của xưa nay. Ngay chính chúng ta cũng đã hát khác rồi. Hôm nay với cái sự quyền kiểm duyệt của chú, cho nên tụi con hát nó có hứng thú hơn, bởi vì nó có những cái màu sắc mới. Cho nên bây giờ con xin chú nói qua cho mọi người nghe để hiểu tại làm sao cái những cái lời nó đã được thay đổi như thế này. Này, những cái bài mà gọi là nhạc tình ca của tôi đó, tôi viết đó, thì gần như là bài nào cũng bị kiểm duyệt, bị phải thay đổi. Như là ví dụ như thế là cái như trong bài Trước Lóc Cuối Cùng thì câu là con thấy là cái câu là chỉ nghe em ấy nói nhỏ trở về thôi, là tụi con luôn luôn hát cái đó, bao nhiêu chục năm qua tụi con vẫn hát là chỉ nghe em nói nhỏ nói trở nhỏ. Về thôi. Đúng rồi. Thì bây giờ là phải hát chỉ nghe tim nước nở trở về thôi. Dạ. Mới lại có những câu mà bà Trần Thi là mím môi cười mà nước mắt tuôn rơi. Đã mím môi cười vào rồi thì là cười chứ sao, tại sao mà lại hình ảnh đấy hay quá chứ hả? Tức là mà nước mắt tuôn rơi, anh cười đi này, đây em cười đây này. Dạ. Nói đi, không có thì chúng mình sắp phải xa nhau. Thì hãy nói đi. Đừng khóc nữa. Giờ phút chia ly. Xem em đây này, em cười đây này. Thế là mím môi cười, thì nếu mà cười thường thì hòa khóc lên không nói được.
Thế Thành thử ra mới bảo mím môi cười. Em cười thế này. Thế mà nước mắt cứ ròng ròng. Hôm nay là may có chú ngồi đây đấy. Chứ nếu không là mọi người sẽ nghĩ là con với chị Ý Lan hát sai lời. Không, okay. Nhưng mà đẹp thật, đẹp thật. Dạ. Mình phải hát đúng theo lời của chú như thế thì nó mới ra cái hình ảnh của một cái sự chia tay. Mà trong cái sự chia tay đó, những cái mất mát đó, nó đau đớn lắm. Nhưng mà vì những cái dòng, những cái từ ngữ mà chú dùng trong bài hát, nó không nói quá nặng về vấn đề đau đớn đó. Đẹp lắm chú, tụi con cảm ơn chú rất nhiều là đã chỉnh sửa lại đúng theo original lời của chú để cho chúng con hát hôm nay. Và bây giờ Ý Lan xin được tiếp tục chương trình để mời quý vị bước qua một dòng nhạc rất là đặc biệt. Bài nào của chú thì cũng đặc biệt cả, mà bài nào mà nói không đặc biệt thì không đúng. Cho nên xin mời Trần Thái Hòa. Chị nghĩ rằng là đáng lý ra là chị cũng muốn giới thiệu bài của em lắm, nhưng mà thôi để cho em giới thiệu bài của em tí đi thì nó thích hơn. Và sau đây Trần Thái Hòa xin mời bác Tuấn Khanh cũng như là chị Y Lan và Ngọc Anh cũng như là quý khán thính giả khắp nơi thưởng thức bài hát Một Chiều Đông của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Tranh xa xôi lạnh lùng, một đêm có ánh sao trời cao, tim nao nao đường về xôn xao. Rồi đây anh đưa em về nơi ấm êm, trăng soi đầy thêm. Nhìn nhau khẽ nói câu, thời gian trôi qua mau, không hề lạt phai. Một chiều đông bên sông, thuyền lênh đênh cập bến. Đừng qua em ơi, sông nhuốm sương chiều. Một lần vương thương yêu và vui không bao nhiêu, chờ xuân tươi khoe sắc thắm muôn nơi. Chiều nay nghe chiếc lá sắp rơi, mưa giăng đầy trời. Người sang quê mắt em mừng vui nghe qua đêm, thôi đừng gọi tên. Cặp bên đừng qua em ơi, sông nhuốm sương chiều. Một lần vương thương yêu và vui không bao nhiêu, chờ xuân tươi khoe sắc thắm muôn nơi. Chiều nay
nghe chơi vơi, nhìn chiếc lá sắp rơi, mưa giăng đầy trời. Ngời sáng khóe mắt em mừng vui nghe qua đêm. Thôi đừng gọi tên. Ngời sáng khóe mắt em mừng vui nghe qua đêm. Thôi đừng, đừng gọi tên. Chúng tôi lại muốn đưa quý vị về với kỷ niệm của dòng nhạc Tuấn Khanh mà thời xa xưa kia, là cái thời mà ngày xưa mẹ của Y Lan hát bài hát này của nhạc sĩ Tuấn Khanh mà lại được thu trong trung tâm Thúy Nga Sài Gòn khi xưa do chú Tô Văn Lai thực hiện. Thì bây giờ Y Lan chỉ nhớ rằng là đã từng được nghe tiếng hát của mẹ qua bài hát này từ những ngày mà Y Lan còn bé xíu xịu xiu. Thành ra bây giờ chú có những kỷ niệm gì với bài hát Dưới Giàn Hoa Cũ qua tiếng hát của Thái Thanh khi xưa? Và theo như con được biết thì là có cả anh Duy Quang và chú Sĩ Phú cũng đã trình bày những bài hát này. Chú nói qua một tí kỷ niệm đi. Với giọng hát của mẹ con cũng được. Cái bài này nó đặc biệt lắm. Nó có một cái là khi mà chính cái ông anh của chú khai tâm âm nhạc cho chú. Mà dạy nhạc chú cho đến khi mà chú vào trong Nam. Khi từ Bắc mà đi vào trong Nam nữa thì là mới thôi thôi. Thì mà đến lúc mà đến cái lại phải nói đến cái năm 75 thì không biết là sợ là nói không được. Nói thì đi chứ nói. Thì cứ gì không được thì cắt. Thì khi mà chú thấy ông anh của chú là bác sĩ Tuấn. Dạ. Vào tới Huế rồi. Dạ. Đi vào tới Huế thì chú ở Sài Gòn, chú đi ra ngoài Huế để chú gặp ông anh. Thế thì gặp ông anh thì ông anh mới mua được một cái cassette. Ông anh lôi ra khoe, anh vừa mới mua được một cái cassette. Là cái máy cassette hay là cái băng? Cái máy cassette. Vâng. Và trong cái máy cassette là có một cái băng của nhạc vào đây. Mà sao mà cái bài này nó hay đến như thế? Thế bảo dân thì là bài gì? Bảo anh cũng không hiểu nó là cái gì, không có tên. Thế ông ấy vặn cho chú nghe cái bài. Đúng rồi. Chú buồn cười quá. Thì đúng ra là bài Dưới Giàn Hoa Cũ của chú. Đúng rồi. Đúng ra bảo. Thế đúng là một cái định mệnh ha. Thì chú bảo bài này của em. Dễ thương quá. Thế ông bảo thật, nhưng mà ngày xưa lúc mà anh dạy cậu, cậu có năng khiếu gì về Việt Văn đâu. Mà sao cậu lại làm được cái bài này như thế này? Thì chú... ý là lời đẹp quá đó phải không ạ? Ý là lời hay. Mà còn tiếng hát của Thái Thanh nữa. Thế thì trình bày bài đó nữa chị. Xong rồi ông anh thắc mắc như thế, hỏi như thế. Bảo thôi anh, hoa tình nó nở muộn anh ơi. Dễ thương quá chú ơi. Vâng, cảm ơn chú chia sẻ cho khán thính giả biết một chút về cái kỷ niệm mà bao nhiêu chục năm hai anh em xa cách nhau, người miền Bắc, người sống ở tại miền Nam, vậy mà tìm được nhau và chia sẻ được với nhau qua một bài hát do chính người em của mình sáng tác. Đẹp quá.
Cảm ơn chú rất nhiều. Và bây giờ thì Ý Lan xin mời quý vị nghe nhạc phẩm Dưới Giàn Hoa Cũ do chính Ý Lan hát. Cảm ơn quý vị. Lần theo lối cũ tôi về thầm mơ gian hoa tim xưa chưa phai. Đời tôi đã nhiều lần vui bước phong trần, gió lùa xao xuyến tim đời chiếc mãi phút êm đềm thềm hoa chia tay lúc trăng đang lên. Hẹn tôi đến một mùa xa thắm duyên lành ngắt bông hoa tím trên cành. Xưa gặp em tóc buông vai gầy thẹn thùng nhìn tôi ngỡ trong giấc mơ. Hoa nào đợi chờ không phải sắc hương, ngày tàn không gieo nhớ thương, dặm trường không gây vấn vương. Gian hoa thơm ngát êm đềm, vầng trăng thu soi mắt em long lanh. Hỏi tôi những chiều buồn mây tím xây thành, có thương hoa thắm mong chờ không ai. Gian hoa thơm ngát êm đềm vầng trăng thu soi mắt em long lanh. Hỏi tôi những chiều buồn mây tím xây thành, có thương hoa thắm mong chờ thương
Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì là một giọng hát của Trung tâm Thúy Nga mà tất cả, ngay cả anh chị em nghệ sĩ của chúng tôi cũng yêu cô vô cùng. Ngọc Anh, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tháng 9 Dòng Sông. Em cảm ơn chị rất nhiều. Dắt nhau vào đời, từng bước có nhau không rời. Rồi tháng chín gió giông lần đầu, níu bờ vai nhau bước mau qua cầu. Mắt em còn hoen, ướt mi đêm sầu. Bay ướt đôi vai gầy, tình cảm nồng say chiều nay. Dù gió bão xô cuộc tình, và có cách ngăn đôi mình, lòng cuộc tình, và có cách ngăn đôi mình. Lòng muốn nhắn anh một lời, hỡi người yêu ơi, nhớ anh muôn đời. Lòng cảm ơn chú rất là nhiều. Cái bài này chị Thủy chọn cho mà anh thấy là quá là đúng giọng luôn. Tại vì quý vị nghe, quý vị thấy giống như là một cái bài hát mà được sáng tác trong một cái hoàn cảnh nó rất là hiện đại, rất gần đây, chứ nó không phải là một bài thời xa xưa, phải không ạ? Mà Ngọc Anh hát cái bài này thấy là rất là trẻ trung và rất là mới. Là đúng là đúng. Ngọc Anh. Tức là chú ơi, chú nó rất là yêu, phải không? Đúng rồi. Rất là yêu ạ. Vâng. Và chú ơi,
chú cho mọi người được nghe cái cảm xúc của chú sau khi Thăng Trên Dòng Sông được hát bởi Ngọc Anh đi chú. À, cái bài đó đó thì nó có những các cái câu mà gần là ai nghe cũng thấy cũng cảm xúc lắm. Tình đã xót xa nhiều rồi, rồi vì mình đã chót yêu thương người. Đấy, nó vào bằng những các cái lời đó thế. Và nó có những các cái câu đặc biệt như là ngày xưa đó, khi chú còn trẻ mà chú làm cái đó thì chú nghĩ là chú sẽ là ở trong gia đình mà chú còn trẻ đó, thì chú như là biển rộng sông dài. Thế nhưng mà bây giờ thì cái người phụ nữ mà, của chú đúng không? Đấy. Cái người mà phụ nữ yêu thương chú. Thì lúc bây giờ đó chú đã đến cái tuổi đứng rồi, già rồi. Thì bây giờ em mới là biển rộng sông dài, còn bây giờ anh gánh vác. Anh thì bây giờ là như là một con thuyền tháng năm chờ mong cuốn trôi theo dòng, là cứ như thế đấy, chứ còn thì không gánh vác được những các cái gì cả. Thành ra cứ tức là cũng lại một hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam, phải không ạ chú? Thế. Thì lúc mà em nhận bài này thì em cũng có tới nhà chú và em phải hỏi chú bằng được là tại sao ấy lại là tháng 9. Đúng không? Có rất nhiều tháng thì tại sao nó lại là tháng 9? Và tại sao lại là dòng sông này là dòng sông ở đâu? Thì chú lại kể rằng là chú lại sáng tác bài này tại Mỹ cơ. Chứ không, tức là lúc đầu mình tưởng là bài này chú sáng tác tại Việt Nam đúng không ạ? Thế nhưng mà chú sáng tác tại Mỹ. Nhưng mà chú hồi tưởng về những cái quá khứ, những cái tình yêu cũ của chú. Thì cái chuyện tháng 9 ý, thì nó cũng rất là hay. Nhưng mà em nghĩ là để kể đây thì nó cũng hơi khá dài dòng và nó cũng hơi có nhạy cảm nhỉ chú nhỉ? Chú đang run run. Con sẽ không tiết lộ gì đâu. Bây giờ chúng ta bây sẽ... giờ thì thôi mình nói cái gì mà mình nói nó hé hé như thế nó lại quý ạ. Nó lại quý phải không chứ? Ai muốn em kể thì mọi người đúng giờ là phải đi tìm Ngọc Anh. Rồi. Bây giờ thì Y Lan xin được nói qua một chút về một cái bài hát mà rất mới của chú. Nhạc sĩ Tuấn Khanh với một cái số tuổi đã ở ngưỡng cửa 90, phải không chú nhỉ? Thế mà quý vị không tưởng tượng được rằng là ông vẫn còn đang rào rạt yêu thương trong âm nhạc. Trong âm nhạc hay là có cái gì khác nữa không? Thôi, hỏi sao? Chú nói chung là và chú trộm vía và cái hôm nay mà em thấy xúc động nhất là chú vẫn tự lái xe tới đây. Đấy. Tức là từ nhà chú về đây và lát nữa đêm sau khi chương trình chúng mình kết thúc là chú lại tự lái xe về một mình. Có nghĩa đấy là một cái và điều cái điều đặc biệt là... hơn hết là quý vị nhìn thấy hình ảnh của nhạc sĩ Tuấn Khanh ngay đây với chúng tôi, mà chúng tôi là những người bắt đầu mặt xanh xanh xám xám, chứ còn ông vẫn hồng hào và tươi trẻ như thường. Thì Y Lan muốn nói tiếp là nhạc sĩ Tuấn Khanh đã sáng tác một bài hát rất mới. Và riêng Y Lan, khi Y Lan được nghe qua bài hát này thì Y Lan có nói qua với lại Marito là em ơi, chúng mình không thể nào mà không thực hiện bài hát này được. Nó là cả một sự để đời còn lại trong những ngày này, những ngày cuối đời của một người nhạc sĩ đã đến ngưỡng tuổi 90. Và bây giờ Y Lan xin mời quý vị thưởng thức và vừa xem mà vừa nghe nữa một nhạc phẩm rất đặc biệt của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Như quý vị nhìn thấy thì nhạc sĩ Tuấn Khanh đến nay thì cũng đã gần 90 tuổi rồi, ở ngưỡng cửa rồi, mà ông vẫn còn rào rạt hương yêu của âm nhạc. Và ông vẫn còn đang sáng tác. Bài hát này rất mới được ông sáng tác, mà Y Lan khi được nghe qua, Y Lan đã yêu nó vô cùng và cảm thấy rất là trân quý nó. Bởi vì nó mang một cái âm hưởng như là một cốt truyện của cuộc đời. Hay lắm quý vị. Xin mời chú Tuấn Khanh hãy cho khán giả được biết và được nghe thêm về lý do tại sao nhạc phẩm Gió Đêm được chào đời ở
những ngày muộn màng trong cuộc sống của chúng ta? Thì trong cái lời bài ca đó thì chú, thứ nhất là cái bài ca này nhạc là của chú, nhưng mà lời đó thì của chú với lại cô Liễu Anh. Cô Liễu Anh. Cô Liễu Anh là chú làm. Cô Liễu Anh là một người không phải sống ở trong cái thế giới âm nhạc. Thế giới âm nhạc. Mà lại sống ở trong cái lãnh vực khác. Nhưng mà năng khiếu thì rất là năng khiếu của cái người mà có thể sáng tác được. Tâm hồn thuộc nghệ nhiều, sĩ. Một người rất là nghệ sĩ tính. Rất là nghệ sĩ tính. Vâng. Thế. Thế thì có làm những cái bài đó. Mà trong lời ca thì nó có những cái câu thế này. Hoàng hôn đến giờ hãy còn ở tít tận cuối chân trời chứ nó chưa có. Nó chưa có ở sát bên mình. Mà còn mùa xuân thì vẫn cứ luôn đón chào mình, vẫn tươi thắm và muốn đón chào mình. Cho nên rằng thì là tuy là mình già rồi, ở cái tuổi này là mình già rồi, nhưng mà còn cái tâm hồn của mình ấy, không chịu già. À. Giống con với chị Hy Lan sau này cũng thế. Nhất định không chịu không già. Chịu. Thế thành thử ra nó có những các cái câu đó, là hoàng hôn hãy còn ở tít tận cuối chân trời ấy, chứ chưa nó chưa ở cạnh mình thế này. Thế còn mùa xuân thì vẫn cứ đón chào mình, làm cho mình vẫn rộn ràng, gặp những cái vui buồn cảm xúc mình vẫn thấy xúc động. Vâng. Để mà mình có thể mình viết được thành ra thành cái bài nhạc thôi. Như vậy thì cháu hiểu rồi chú ạ. Cháu hiểu là muốn cho nhạc sĩ Tuấn Khanh vẫn tiếp tục sản xuất âm nhạc là phải có nàng thơ. Chị Ý Lan chưa hỏi mà đã biết hết cả rồi. Mà biết đúng hay sai ạ? À? Làm sao mà sai được. Bây giờ nhớ, chú hỏi Ý Lan là dạ. Cái xe hơi mà muốn chạy được thì phải đổ xăng, thì phải có nhiên liệu. Đấy. Thì nó phải có những cái đó. Xăng của chú là gì? Xăng của chú là cảm xúc, là tình yêu. Đấy, cái đó thì cái đó cứ việc nói tự do. Cứ nói hộ cho chú thôi. Thôi bây giờ cháu nghĩ rằng là xương xương như thế là cũng đủ để khán giả hiểu rằng là nhạc sĩ Tuấn Khanh của chúng ta đến giờ này vẫn còn đầy nhựa yêu. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Gió Đêm, một sáng tác rất mới của nhạc sĩ Tuấn Khanh qua tiếng hát Ý Lan. Giữa đêm vang lên lời ca,
âm êm giọng hát. Tựa giấc chiêm bao ta có nhau, kiếp nào tình anh đắm say bao đời, tình em vẫn vương tơ trời, lòng ta sang trong bình minh.
D&D Gel là một trong những công ty lớn nhất thị trường, sản xuất ngay tại Hoa Kỳ. Sản phẩm của D&D Gel được ưa chuộng vì 100% gel, dễ sơn, không rút, bền và nhiều màu sắc đẹp. Bột dip D&D dễ dip, màu sắc matching với gel. Chúng tôi luôn chú trọng và quan tâm chất lượng để phục vụ các tiệm nail. Hàng trăm ngàn cặp gel được sản xuất và phân phối khắp nơi trên thế giới mỗi ngày. D&D Gel cho mọi tiệm nail. Cảm ơn quý vị. Thật là cảm xúc nhiều dâng tràn bởi vì lâu lắm lắm rồi Ý Lam mới được quay một cái cuốn video bài hát của mình được gọi là music video. Thưa quý vị, nhân cái bài hát rất là mới của nhạc sĩ Tuấn Khanh và chị Ý Lam thực hiện thì Trần Thu Hòa nói quý vị nghe là bác năm nay bác cũng đã gần 90 rồi và bác vẫn tự lái xe đến để tham dự chương trình ngày hôm nay. Và sau đó khi chương trình kết thúc thì bác lại tự lái xe về trong một cái đêm khuya mà gần 2-3 giờ sáng như vậy. Thưa quý vị, biết là bác vẫn còn rất là hứng khởi đối với âm nhạc. Và Trần Thu Hòa nghe bác nói là mỗi bài hát của bác là xuất phát từ một cái câu chuyện, một cái tình cảm có thật trong cuộc sống. Và đến bây giờ quý vị vừa nghe bài Gió Đêm thì quý vị cũng muốn hỏi là bác có cái câu chuyện gì bác muốn chia sẻ về cái bài hát này hay không ạ? Tại vì như bác nói là phải có một câu chuyện gì đó thì tụi cháu rất là muốn nghe. Thì anh cứ đọc lời đó thì anh sẽ thấy. Thôi bác cũng khỏi phải nói. Bây giờ đến lượt Hòa ấy. Hòa xem là có những câu chuyện gì mà cho những cái bài sắp tới của Hòa ấy, mình đang ngồi chờ và khán giả đang chờ thì Hòa kể những câu chuyện thật là hay sao nào. Thực ra thì những cái câu chuyện kỷ niệm về âm nhạc của bác Tuấn Khanh thì Trần Thế Hòa có một cái kỷ niệm rất là dễ thương là đối với cái bài nhạc nhòa. Cách đây gần 20 năm thì lúc đó Trần Thế Hòa chưa có đi hát, thỉnh thoảng có đến nhà một cô bạn gái chơi thì cái cô đó là cô Thủy Khanh, cô hay đánh đàn cho các anh chị em nghệ sĩ ở đây hát. Thì Trần Thế Hòa mới có dịp được gặp những cái văn nghệ sĩ có tên tuổi của chúng ta. Cái buổi sáng hôm đó thì Trần Thế Hòa đến nhà Thủy Khanh chơi thì Thủy Khanh mới đưa Trần Thế Hòa một cái bài hát mà Trần Thế Hòa rất là lạ, chưa bao giờ nghe hết. Đó là cái bài này chắc là hợp giọng với Hòa lắm, tập chơi với nhau cho vui đi. Thì Thủy Khanh mới đàn cái bài đó và tập cho Hòa hát cái bài nhạc nhòa. Thì Trần Thế Hòa lúc đó cũng đang ngỡ ngàng không biết bài hát này của ai, cho nên cũng chưa có kịp hỏi Thủy Khanh nữa, chỉ cần nhìn cái bản nhạc và đọc hát theo thôi. Thì vừa mới hát xong cái bài đó thì tự nhiên nghe sau lưng mình lại có một cái người nào đó khóc thút thít. Rất là ngạc nhiên, cho nên em quay lại em xem thì chúng ta thấy là có một ông cụ lớn tuổi rồi mà đang xúc động và lấy cái khăn tay đó thấm nước mắt của mình. Thì Trần Thế Hòa mới hơi ngại ngại, mới hỏi Thủy Khanh là ai vậy Thủy Khanh. Thì Thủy Khanh mới la lên, Thủy Khanh giỡn nói là không biết ai hả. Thì Trần Thế Hòa nói không biết, đó là tác giả của bài Chiếc Lá Cuối Cùng bác Tuấn Khanh đó. Thì lúc đó Trần Thế Hòa quay lại, lúc đó mới biết được là đó là bác. Và Thủy Khanh nói luôn lúc đó là cái bài nhạc nhòa vừa mới hát cái bài đó của bác luôn. Và Trần Thế Hòa rất là ngạc nhiên, rất là ngạc nhiên bởi vì lần đầu tiên mình hát một cái bài hát rất là hay mà mình không biết đó là của tác giả đó. Mà ngày hôm đó lại có bác Tuấn Khanh bác ngồi sau lưng mà mình không biết luôn. Cho nên là cái kỷ niệm đó em nhớ mãi cho tới bây giờ, cho đến khi mà năm 2002 khi Trung tâm Thúy Nga làm cái chương trình nhạc thì cung phụng Ngô Thụy Miên và Tuấn Khanh. Thì Trần Thế Hòa xin chị Thủy được hát lại cái bài nhạc nhòa vì cái kỷ niệm như vậy. Dễ thương quá. Em có biết rằng là em nói rằng là em hát một cái bài hát mà em chưa bao giờ được nghe từ trước. Rồi cũng ngay cả cái người nhạc sĩ ngồi đối với em mà em cũng không biết đó là tác giả. Em cứ tưởng là bác là một người bạn trong gia đình thôi. Và mà nghe... có một điều nữa mà em còn chưa biết nữa là bác được đặt tên là Robinet. Robinet là gì? Là tuôn trào, là cái máy chảy máy nước á. Nhưng mà thật sự ra là tại vì chú Tuấn Khanh của chúng tôi là một người rất mềm mại trong trái tim, là một người rất là nhiều cảm xúc và lành lắm quý vị. Đó là lý do mà khi mà cảm xúc dâng tràn là ông không thể nào mà kiểm soát được những dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt của ông. Và bây giờ thì
con nói thế mà con thấy có vẻ nó rườm rượm kìa. Thôi bây giờ thế này nhá, Y Lan xin mời quý vị thưởng thức tiếp chương trình với một bài hát mà do chính Trần Thái Hòa hát. Hình như đây cũng là lần đầu tiên em hát bài này thì phải. Đó là bài Từ Đó Khôn Nguôi. Xin mời quý vị cùng nghe sau đây. Mỗi lần em về là gió lộng đường đi, anh nhìn em bồi hồi trông theo tà áo, nhẹ gót thăm vào mãi đáy tim tôi. Từ đó nhớ khôn nguôi và chiều chiều thấy đơn côi. Lúc gặp em lòng định nói rồi lại thôi, nhưng hồn tôi tựa trời giông đang nổi gió. Tình nghệ sĩ là thắm cánh môi tươi, là gió cuốn mây trôi, là thì thầm nói yêu. Một đời chờ mong nhau em ơi, tìm nhau cuối trời, gặp nhau giữa đời. Này em, hỡi em người yêu dấu, môi hồng tươi thắm biết đâu dành tặng mình anh. Có nhiều khi lòng quạnh vắng tựa mùa đông, nhưng ngờ đâu một mùa xuân đang chiên tới, hồn chơi vơi tình ngỡ đã chia phôi. Chợt bỗng ngát lên ngôi và đường đời bước chung đôi. Quạnh vắng tựa mùa đông, nhưng ngờ đâu một mùa xuân đang chiên tới. Hồn chơi vơi tình ngỡ đã chia phôi, chợt bỗng ngát lên ngôi và đường đời bước chung.
Bài này Hòa hát hay quá chú hả? Bây giờ đó, ngồi trước mặt chú, mà cái thời điểm này đó, thì chú nhớ đến cái hồi cách đây 20 năm. Là lúc bây giờ nhạc sĩ Ngọc Chánh. Dạ đúng. Có tổ chức một cuộc thi. Một cuộc thi hát. Thi hát. Thế thì lúc bây giờ thì chú có chấm gậu. Chú là ngồi trong ban giám khảo. Dạ. Chấm. Thì thấy rằng có giọng đặc biệt lắm. Có giọng đặc biệt. Nhưng mà hát chưa truyền cảm. Dạ. Thế. Và đến bây giờ thì thấy rằng thì là xa vượt bực rồi. Dạ. Bây giờ, cảm ơn bác. 20 năm lận cờ bác. Thế nhưng mà cái mà để mà gọi là kêu như là quý nhất ấy, là đã hát nó rất truyền cảm đó. Để mà mỗi bài mà lần mình hát đó là cái người nghe lắng nghe mình hát và thấy nghĩa là thấy được cái hay, cái buồn, cái vui, tức được cái diễn tả được như thế là quý lắm rồi. Để. Vậy bác nghe hôm nay con hát thì bác thấy có được cái tình cảm, cái cảm xúc đó chưa ạ? Bác vừa khen đó. Không, Hòa nghe rồi mà muốn nghe lại. Muốn nghe lại. Cảm ơn chú đã khen ngợi Trần Thái Hòa. Chị nghe mà chị còn sướng, chị phải cảm ơn hộ em. Và bây giờ thì Ý Lan xin mời quý vị lại tiếp tục vào chương trình nhạc của nhạc sĩ Tuấn Khanh với một bài hát Ý Lan mang rất nhiều kỷ niệm với bài hát này. Bởi vì Ý Lan nói là nhiều kỷ niệm không phải là bởi vì Ý Lan đã được hát. Thế nhưng mà khi Ý Lan còn rất bé, là khoảng độ 10-12 tuổi thôi, cứ tối tối hàng đêm là xách ví hộ cho mẹ để đi cùng với mẹ từ phòng trà này đến phòng trà khác ở tại Sài Gòn. Mỗi một đêm như vậy là họ hát những 2-3 phòng trà chú nhỉ? Đúng chứ rồi. Không phải ở một show thôi. Cho nên con cũng được chạy theo với mẹ vui lắm. Và thường thường là cái trạm cuối cùng là trạm của phòng trà Đêm Màu Hồng. Và Đêm Màu Hồng thì Ý Lan thường xuyên hay được nghe bài hát này qua một giọng hát mà cho đến giờ phút này Ý Lan cũng vẫn còn vương vấn với cái tiếng hát đó. Không ai khác hơn là cô ca sĩ Ngọc Minh. Bài hát mà Ý Lan đang muốn nói đến được mang tên Nỗi Niềm, là một nhạc phẩm mà ngày xưa Ý Lan mê cô hát lắm. Bé xíu nhưng mà Ý Lan cũng thể động tâm được với cái dòng nhạc này. Và Ý Lan đã từng mơ ước một ngày nào đó mình được làm ca sĩ, đứng trên sân khấu kia giống như cô Ngọc Minh và còn được hát bài Nỗi Niềm. Thì tối hôm nay con cảm ơn chú, cảm ơn Trung tâm Thúy Nga đã thực hiện mơ ước này cho Ý Lan. Xin mời quý vị thưởng thức Ý Lan hát Nỗi Niềm. Đôi mắt biếc sao khi chia ly hôn anh một lần vội vã, làm chiều không đi chân mây tím ngắt. Anh ơi, đêm nay em nghe trong vắng buồn tênh. Từng ngày trôi qua tim em héo úa, đêm đêm heo may len lén vào hồn. Thắm thiết
em ấm áp. Ngỡ đã xa nhau nên khóc một lần từ xa. Giờ thì đôi tay đàn tay quấn quýt, xin cho đêm đêm tình đầy mộng. Chị Lan, ừ. Bởi vì là bài này em cũng đã chính em thích, em cũng đã cho nên là hát em đã đưa bài hát này vào trong cái CD đầu tay của em tại Trung tâm Thúy Nga. CD Rất Nhiều Trong Mộng thì trong đó em cũng có hát bài Nỗi Niềm. Cho nên là khi mà chị hát thì em rất là nhớ cái bài này. Có nhiều cũng mười mấy năm rồi khi mà em mới vào Thúy Nga. Tức là một bài hát mà nó đẹp lắm. Mà ca sĩ của mình thì chắc có lẽ là thế hệ trước đã hát rồi. Thì thế hệ sau nhất định phải đòi hát cho bằng được. Em thì em rất thích cái âm nhạc của chú. Là chú thỉnh thoảng chú hay cho những cái nốt đặc biệt đấy. Tức là đôi khi có nốt thăng, nốt giáng. Nó suddenly, tức là nó ngạc nhiên nó cho bất người ngờ, ta. Yeah, nó cho vào mà để em nó nhắc đưa là lên. Đúng. Em nhắc là đúng là bởi vì trong cái bài hát này nó có hai cái nốt. Lúc mà lên cao đó, lòng như trái đắng. Thì cái trái đắng đó thường thường là nếu mà nghe không rõ thì sẽ hát hai nốt đó cùng bằng nhau. Trái đắng. Tức là nhiều người nếu mà không để ý thì hát thành là trái đắng, nó rất là ok. Nhưng mà đặc biệt thật ra nó phải là có cái nốt yes ở dưới. Nếu mà đặc biệt. No, nó là dấu thăng để mình cảm giác đi lên. Dạ. Không, giống như trái đắng. Đúng là cái trái đi lên. Dạ. Trái nó là, dạ, là yes. Dạ. Đó. Tức là âm hút lên. Dạ. Và nhờ cái đó mà cái chữ trai đắng nó rõ hơn được không chị? Đúng rồi. Nó rõ, nó cái lạ, nghĩa hơn. Dạ. Nó lạ để cho tức người ta phải để ý. Tức là về âm nhạc của chú, tức là cái chất lượng âm nhạc của chú cũng như là cái knowledge của chú ấy, thì là bởi vì chú cũng là một người chơi nhạc, chơi violon rất là một ca sĩ nữa và chú lại là ca sĩ nữa. Mà tên của người ca sĩ này không ai khác hơn là rất nổi tiếng, ca sĩ Trần Ngọc. Chú cũng có nói ngày xưa ở Sài Gòn chú cũng đi thi hát đúng không chú? Không phải Sài Gòn, Hà Nội. Hà Nội. Chú đi thi hát trước khi vào Nam. Chú đi thi hát nhưng mà chú hát trước là luật sư đó, luật sư Duy Trác, ca sĩ Duy Trác đó. Thế như vậy là bác là thế hệ trước cả Duy Trác nữa không ạ? Thì bác thi thì được cái thủ khoa năm 1953. Duy Trác là thì cũng là thủ khoa nhưng mà năm 54.
chú năm 53 lần trước gì rồi thì, nhưng mà lúc bây giờ thì là ông nhạc sĩ Thẩm Oánh, dạ, phó giám đốc Đài Phát thanh Quốc gia ở Hà Nội đó, Việt Nam đó, thế thì ông tổ chức 120 người đi thi hát. Thế lúc bây giờ là chú hát được, chú được mấy lần đó là chú coi như là thủ khoa đó, thế. Ừ, tức là chú đậu cái trời ơi, vâng, trời ơi, hôm nay đậu là thủ khoa. Tự nhiên chú nói này con mới nhớ ra một cái việc rất là quan trọng và hay quá, con mới nhớ ra là con phải nói với mọi người, con kể cho mọi người nghe. Tại vì chú đang kể cái chuyện là thủ khoa thì là sau này khi sang đây em là gặp chú và em mới biết được rằng là chú lại là anh ruột của cô giáo mà người cũng chấm cho em để thi đậu vào Nhạc viện Hà Nội, Nhạc viện Quốc gia, Nhạc viện Quốc gia Hà Nội, mà lúc đó em cũng đỗ thủ khoa luôn. Cho nên khi mọi người đang nói về cái chuyện thủ khoa thì em mới nhớ ra, thì cô giáo là, tức là không dạy trực tiếp em đâu, nhưng mà lúc đó là cô là trưởng khoa thanh nhạc tại Diệu Thúy phải không? Vâng, cô là cô em ruột của chú. Vâng. Thế cho nên là tự nhiên thấy mọi thứ nó rất là gần á. Như vậy là có liên quan với nhau. Duyên nên nó liên quan đến nhau. Con cũng mong là nếu mà chương trình này khi mà phát sóng lên Trung tâm tiếng Nga thì cô Diệu Thúy cũng sẽ xem được chương trình này và được nhìn thấy bác ngồi đây. Thì con cũng rất là muốn chào cô Diệu Thúy. Cũng rất lâu rồi con chưa được gặp lại cô. Dạ. Vâng, từ dạ. Đấy thì đấy là một cái kỷ niệm mà tự nhiên bác nhắc đến làm con thấy rất, vâng, rất là đặc biệt. Và bây giờ thì con nghĩ là chúng ta lại quay trở lại âm nhạc đi, lại thêm tiếng đàn, tiếng trống vào. Có một bài hát mà con được chị Thủy giao cho con. Thật sự bài này đối với con nó rất là mới, con chưa bao giờ biết đến bài này. Nhưng mà thật ra thì chắc là đã rất nổi tiếng trước đây rồi, nhưng mà con không có cái cơ hội, có thể lúc đó con vẫn còn có nít quá, con chưa được nghe bài này. Nhưng mà khi con nhận bài này xong thì con rất là thích. Con thích bởi vì nó có cái chất blue, nó có cái chất phá phách trong đấy, thì nó rất là hợp với cái tính cách của con, nhất là với cái giọng kiểu khàn khàn của con. Cái bài hát này là bài hát Tại Vắng Anh. Cũng chính vì cái bài Tại Vắng Anh này mà con đã phải đến nhà chú để mà hỏi ý kiến chú, rồi nhờ chú kiểm tra lời. Tại vì đối với con thì người nhạc sĩ, con thấy là tất cả những người nhạc sĩ mà con đã từng hát qua, ai cũng rất là quan tâm đến chuyện ca sĩ hát đúng lời của mình, rất sợ ca sĩ bị hát sai lời, nhạc sĩ nào cũng thế. Cho nên là con rất là cẩn trọng và con đã lái xe tới để mà hỏi ý kiến chú, và chú đã chỉ cho con, rồi hai chú cháu đã chỉnh lại những cái chữ sai, những cái lời sai trong cái văn bản. Con cảm ơn chú rất là nhiều. Thì cái bài Tại Vắng Anh này, con cũng muốn chú kể qua một chút trước khi con hát ấy, để cho mọi người có hình dung ra được một cái không gian, một cái khung cảnh hay là một cái mối quan hệ nào đó trong cái bài hát Tại Vắng Anh được không chú, trước khi con vào bài hát. Bài nào của chú thì nó cũng là tâm sự của chú cả. Tâm sự tốt. Nhưng mà chú cũng muốn kể một kỹ tí nhân vật nào không ạ? Một tên nhân vật từ nãy giờ chú được nói rồi. Rất nhiều, nhưng mà chú chưa có một cái tên nào cụ thể cả, có một cô nào cụ thể cả. Bây giờ thì lại phải nói cả tên nữa phải không? Chú nói, chú có muốn nói không? Tùy chú, còn tùy chú. Có thấy cái nào an toàn thì vẫn cứ nói. Không, an toàn nhưng mà đặc biệt lắm. Chú có một cái cô học sinh. Lúc bây giờ là học ở trường Trưng Vương. Cách Đài Phát Thanh Sài Gòn đó, mấy trăm thước thôi. Thế thì cô thích. Không biết chú, cô thích nhạc chú từ bao giờ thì chú không biết. Nhưng mà cái thời gian đó là chú làm ở Đài Phát Thanh Sài Gòn. Thế thì cô với lại một hai cô bạn dẫn nhau đến. Cô thì lúc bây giờ là học lớp đệ nhất rồi. Mà cô đến Đài Phát Thanh chú bảo xin được gặp ca sĩ Trần Ngọc. Tức là người phụ nữ nữ tự đi tìm chú. Thì mới đi tìm chú. Thì lúc mà chú xuống thì chú
Thế các cô chào chú xong rồi hỏi chú là có phải là ca sĩ Trần Ngọc và nhạc sĩ Tuấn Khanh là một không? Thế thì chú bảo lúc bây giờ chú cũng nhanh, chú bảo không, hai người đều khác nhau. Ca sĩ nhạc sĩ Tuấn Khanh là anh của Trần Ngọc. Anh của Trần Ngọc. Thế xong rồi thì là nói câu chuyện nữa thì cô xin cái địa chỉ lại đến nhà chú chơi. Thì mà khoan chú ơi, trước khi mà chú đưa cô ta đến nhà chú, dẫn dắt cho cô ta đến nhà chú, thì chú phải cho mọi người được hiểu là tại sao lại không nhận là một người mà lại phải bẻ ra thành hai người. Trần Ngọc là khác mà Tuấn Khanh thì lại là anh của Trần Ngọc. Lý do gì? Là lý do gì thì mình cứ là kêu chứ là cứ để cứ mập mờ như thế. Chị, mà em còn tò mò một chuyện nữa. Là khi mà bác đưa cái cô đó đi chơi đó là dưới cái tên là Trần Ngọc hay là Tuấn Khanh nữa. Vì đấy. Sao à? Trần Ngọc chứ Tuấn Khanh thì là chú đã chối rồi. Nhưng mà có một cái đặc biệt nhất đó là miền Nam mưa nắng hai mùa. Mà cô mà cứ được, cô là một cái người mà cô học đến đệ nhất rồi. Ở trường Trưng Vương là cô, những người nào học phải học giỏi, phải đẹp thì mới được để ảnh của cái báo của trường Trưng Vương, được bìa. Cô được để bìa. Tức là hoa hậu đấy. Hoa hậu Trưng Vương đấy. Thế thì mà cô ấy lại còn học giỏi nữa. Chú kể tiếp cái chuyện đặc biệt đi. Biệt nữa là trong trời mưa, chú nói về chuyện mưa. Thì có chỉ được nghỉ 2 giờ một cái là cô đi từ trường, cô đi đến đài phát thanh chờ chú, mà cứ như là hòn bỏng phu. Ôi thương. Chờ mà... vì không có phone để gọi trước là hẹn giờ. Thời đó không có phone. Mà lại mưa nữa, trời mưa nữa. Trời mưa, mặc áo đi mưa mà lại ôm sách như thế này. Tội mà nghiệp lại... quá. Mà cứ đứng mưa là cứ dòng dã cả tiếng đồng hồ. Ai đến hỏi con trai con chiếc đến hỏi nó tán tiếc các thứ nổi. Thế thì cô tỉnh bơ đi không? Không nói, nó không năng gì cả, cứ đứng thế thôi. Thế thì có một cái bà mà bà ấy làm cùng với cái trong cái phòng đĩa là cùng với chú, thì bà cũng đi vào giờ mưa đến, thì bà bảo Ngọc với Ngọc, mày có bỏ bùa con cái cho người ta không? Mà đến nỗi mà con cái người ta là đứng trời mưa như thế kia, ai hỏi cũng không nói gì cả. Thế như vậy là ngày xưa bác phải hát hay lắm mới có được hoa khôi của trường Trưng Vương, phải đội mưa đi mà đi tìm và cũng đứng đợi như vậy. Okay. Không biết cái chuyện đó thì là bây giờ coi như là xong nghe câu chuyện của chú xong thì chắc là con hát nó sẽ hấp dẫn hơn. Hy vọng là con sẽ làm cho hấp dẫn hơn. Con hy vọng thế đấy. Thì vì cô ấy làm như thế thì anh chú nghe thấy như thế chú cũng xót ruột quá. Chú cũng chạy xuống đi ra nhìn xem, thì nhìn thấy cô đứng kia đứng chờ. Mà làm sao mà chú biết được rằng thì là cô đứng chờ. Thế thì chú cũng đội mưa, chú cũng chạy ra. Thì chú kéo chú qua cô qua đường. Lúc bây giờ chú có một cái xe hơi cũ thì chú mới mở cái xe hơi, mở cửa xe. Thì chú mới bảo cô ngồi vào đấy, thì chú cũng ngồi được để mà chú nói chuyện. Cứ bảo thôi nhé, đừng bao giờ đứng như thế nữa nhé. Mà làm sao anh biết được thế? Thì bây giờ hẹn em ngày mai em ra đi. Và mấy giờ đấy, anh sẽ làm một cái chìa khóa
Thưa cho em, bao giờ em ra mà em tìm anh mà không thấy anh, mà trời mưa trời nắng thì em đây chìa khóa em mở cái là xe chú đi. Nói là chìa khóa xe. Chìa khóa xe. Dạ, vâng rồi. Đấy. Nãy giờ hơi hồi hộp. Tự nhiên con lại nghĩ là khi không lại đưa chìa khóa nhà cho người ta. Chưa đến chỗ đó. Nói chung là chính vì cô đó mà có bài hát tại Vắng Anh. Rồi rồi. Và có bài hát tại Vắng Anh. Mà rồi cũng nếu mà Ý Lam là hỏi thế thì cô có thời gian hỏi cái địa chỉ của chú. Mà rồi thì để đến thăm chú. Thì chú cũng bảo là anh có ba con bốn con đây là con này. Ba chứ... con bốn con là ba con bốn con bồ hay là ba con bốn con gì? Không. Thì là con đấy, có vợ rồi, có con. Thế phải nói có thêm cái chữ có vợ đã. Thế có vợ. Thế mà cô ta dám đến nhà chú chơi. Mặc kệ luôn. Mặc kệ luôn. Không ngờ là đến lúc mà ngồi nói chuyện với vợ chú đó, ra ngồi nói chuyện với cô thì nó lại lòi ra là bố của cô đó lại là thầy dạy của vợ chú. Trời đất ơi, trời đất ơi. Nó chéo đầu này, chéo đầu kia. Hồi hộp quá chú. Không nhưng mà thôi giờ nói tóm lại nhé. Nói câu chuyện để lại tiếp diễn được. Là con chỉ nghĩ rằng là cái người mà làm việc chung với chú đó, ở trong đài đó, chắc cô ấy đúng. Chú suy nghĩ lại nhé, có thể là đã dùng bùa gì rồi. Tội nghiệp quá. Tức là bài hát tại Vắng Anh là chú đã sáng tác cho cái cảm xúc của cô đấy. Tức là chú viết hộ cho những cái cảm xúc cho, tức giống như là tại em rất thích cái câu này, tại Vắng Anh chim quên gọi sáng cơ mà. Tại nhớ anh chiều bỗng ngừng trôi. Tức là cái cảm xúc của cô đấy, tức là chú đứng vào vị trí của cô đấy. Mà chú sĩ, con nãy chú có nói một câu mà chú không có ở trong cái lời cũ của nó, là lúc trời mưa gió như thế đó, cô tên cô là Bạch Hồng. Hoa hồng trắng. Hoa hồng trắng. Thì cái lời, cái bài tại Vắng Anh của nó là trong gió có tiếng nói bỗng dưng mưa rơi cái gì nói trong hoa gió rơi. Có tiếng nói bỗng dưng mưa rơi. Đẹp quá rồi. Bây giờ nếu mà nó không phải là cái lời đó thật sự thì bây giờ xem như lời mới không đẹp đấy quá. Đấy bỗng dưng hoa rơi tả tơi là cái cây hồng hoa hồng trắng đó. Cái hình ảnh của cô đó đứng dưới mưa đợi. Trong quá. Gió có tiếng nói bỗng dưng hoa rơi. Vâng. Tả tơi. Thương quá. Là cái hình ảnh anh này. Ơi. Tả tơi anh rồi. Ơi. Vâng. Thôi em ơi, dạ. chú nói như vậy rồi, em đã đủ cảm xúc để em bắt đầu trình diễn bài này chưa em? Tại vâng. Vắng Anh. Em xin gửi đến tất cả quý vị khán giả và con gửi chú bài hát tại Vắng Anh. Cũng là lần đầu con hát nên có cái lỡ có sơ suất gì thì con mong mọi người lượng thứ. Và nếu có dịp trong thời gian sau này nữa, con rất muốn được hát lại bài hát này vào những dịp khác nữa của Trung tâm Thính Nga cũng như là tại sân khấu. Thì chú cảm ơn Ngọc Anh nhiều lắm. Là ví dụ những cái loại bài mà tại Vắng Anh này đó, hiếm người hát được lắm. Hiếm lắm. Và sau đây Ngọc Anh xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tại Vắng Anh chim quên gọi sáng, tại nhớ anh
phải ngắm chi chiều lạc quên. Đường về ngơ ngác lòng bàng hoàng, cuộc tình quên lãng lại rộn ràng tràn lan. Từ đó anh say quên mãi chưa mơ bóng mình như anh, đôi mắt sáng long lanh cuồng trôi theo tim anh, biển tình mộng xưa. Quên ngày tháng mà mãi chưa mơ bóng mình anh, đôi mắt sáng long lanh cuốn trôi tim anh trong biển tình mộng xinh. Anh trong biển tình mộng xinh. Đặc biệt quá, đúng là cảm xúc dâng trào. Chắc là con vẫn có một vài chỗ nó chưa được như ý, cho nên là con rất mong chú lượng thứ. Chị ơi, nghĩa là cái bài Tại Vắng Anh này nó kén ca sĩ hát lắm, khó lắm, lên cao thăng giảm nhiều lắm, xuống trầm lên cao lên, thế mà không phải là ai cũng hát được cái bài dạ, công nhận bài này rất khó. À, mà bây giờ tự nhiên lại cái giờ phút này mà lại Ngọc Anh lại hát đến mức độ này thì là chú thấy thì chú cảm động lắm mà tưởng là vậy. À, chú không chê là con vui rồi. Con cảm ơn chú nhiều. À, nó gọi là hát tới được như thế đó, không phải ai cũng hát được như thế, thành ra nó là cái duyên em nhỉ. Vâng, con cảm ơn chú rất nhiều, con cảm ơn chú rất ngày nhiều. Hôm qua tập nghệ, xong rồi nói và Ngọc tài Anh nghệ rồi. Của em nữa chứ. Ngày hôm qua em có nói với Ngọc Anh là cái bài đó Ngọc Anh hát rất là hợp giọng, chị Thủy Trọng là đúng bài luôn, cho nên là con cảm ơn chú, cảm ơn quay chị Thủy. Và con rất muốn sẽ được hát bài này lại thêm một lần nữa ở đâu đó. Em mong là chị Thủy sẽ cho em hát lại. Và bây giờ thì chương trình cũng đã đến lúc mà cho chúng ta gói gọn lại để tiếc quá chúng ta đã phải chia tay nhau. Vâng, một bài hát mà về những năm về sau này quý vị yêu thương dòng nhạc Tuấn Khanh đều nhớ đến bài hát này. Xin mời tất cả quý vị nghe nhạt nhòa với tiếng hát của ba chị em chúng tôi, Y Lan, Ngọc Anh và Trần Thái Hòa.
sương rừng, tình nỡ xoay lưng trong chiều hấp hối, ôm ấp đêm đêm giấc ngủ mồ côi. Rồi từng ngày qua người về miền xa có nhớ thiết tha, đắm đuối mùa loa hay đã nhạt nhòa. Còn nhớ hay không dòng nước mênh mông, con thuyền bến cũ hát yêu cho chiều thu. Em tại sao em lại tiếc nuối, ôi đường đèn dòng sông sen chứng cuộc tình chúng mình. Anh tại sao anh bật tiếng khóc trong hôn mê khi cuộc tình từ giã. Tại mình còn yêu, tại mình còn say đắm thẹn thùng e ấp ngại ngùng. Ngày ấy yêu nhau giờ khóc xa nhau, nghe lòng bão tố thiết tha hay lạt phai. Gặp lại người thương muốn khóc thật nhiều, muốn nói thật nhiều sao cứ nghẹn ngào. Tình bỗng xôn xao lòng thấy nao nao, trong chiều tiếp nối lẻ loi trong đêm sáng mộng dịu êm. Rồi từng ngày qua về từ miền xa, em như thiết tha, mái tóc mượt mà, môi thắm đậm đà. Nặng trĩu đôi vai, tưởng đã nguôi ngoài, con thuyền bên nghe lòng yêu. Ôi ngờ đâu nay lại thấy bóng em về miền xinh xinh chứng cuộc tình chúng mình. Sao đường em đi lại giá buốt, tròn yêu giờ thì tròn thương, đôi mắt lạ thường e ấp ngại ngùng giây phút trùng phùng. Ngày ấy xa nhau giờ hết thương đau, trên dòng nước biếc xa nhau
Dòng nhạc, nhạc sĩ Tuấn Khanh. Đến đây, bài hát Nhạc Nhòa là bài hát cuối cùng để chúng ta chia tay cùng với khán giả thân yêu. Chú ơi, cảm ơn chú thật là nhiều. Nhạc sĩ Tuấn Khanh cả đời đã cống hiến cho âm nhạc. Những bài hát trong chương trình này mà quý vị nghe là những bài hát tâm huyết của ông. Cho nên, ngay chính chúng tôi là những người ca sĩ ngồi trên sân khấu này cùng với ông là cả một sự hãnh diện và hạnh phúc cho chúng tôi. Chú gửi lời chào khán giả đi chú. Thật là cứ từ bao nhiêu chục năm nay rồi, từ khi làm những các cái bài sáng tác ra những các cái bài vừa những các ca sĩ vừa hát xong đó, là mấy chục năm nay đấy, chưa bao giờ mà nghe được một cái chương trình, chưa bao giờ nghe được một cái bài mà đầy chất lượng, mà đầy thiên phú, và không thể nào ngờ được tất cả anh chị em người nào cũng hát bằng cả cái trái tim mình, hát đến nỗi mà tác giả mà ngồi nghe nghĩa là bài nào cũng nghẹn ngào, bài nào cũng nghẹn ngào, mà lại được nghe lần đầu tiên. Cứ lúc bây giờ cái thời những bài này nó ra, lúc bây giờ cái thời chiến nó còn đương gay go lắm, thế thì bài nào ra cũng bắt sửa cả. Thôi, nhưng mà tối hôm nay chúng ta như thế này là hạnh phúc vô cùng. Không ai sửa chúng ta mà chính chúng ta đã sửa chúng ta trước khi chúng ta hát. Bởi vì thế cho nên chú mới lên tiếng nói rằng một chương trình mà chú ngồi nghe, lắng nghe và chú cảm thấy sự trọn vẹn trong chương trình này. Đó là niềm hạnh phúc vô biên của tất cả chúng ta trong cái phòng thu âm này. Nhá, thành ra bây giờ chúng tôi thời gian thì cũng đã có hạn. Và đêm qua trưa mà trời sao vội sáng. Thành ra chúng tôi bắt buộc là phải ngừng chương trình ở đây quý vị, nhưng chúng ta sẽ mong chờ cho một ngày sắp tới rất là gần để chúng ta lại được trở lại với một chương trình nữa, dòng nhạc của nhạc sĩ Tuấn Khanh, vì còn quá nhiều bài hay muốn gửi đến tất cả quý vị. Bây giờ thì xin cho Ý Lan được thay mặt cho Trung tâm Thúy Nga để cảm tạ đến tất cả các vị Mạnh Thường Quân đã chung vai góp sức cùng với Music Box để cho chúng tôi có những chương trình đặc biệt như thế này để gửi đến tất cả quý vị. Chị xin nhờ hai em Trần Thái Hòa và Ngọc Anh trước nhé, ladies first. Thì em gửi lời chào đến khán giả nhé. Ngọc Anh xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi cả một chương trình vừa rồi, những bài hát tất cả các anh chị em nghệ sĩ cống hiến tới quý vị. Và con xin cảm ơn chú Tuấn Khanh thật nhiều. Ngày hôm nay con được ngồi cạnh đây với chú là sẽ là một kỷ niệm sẽ theo suốt cuộc đời của con trong nghề nghiệp. Con cảm ơn chú rất nhiều. Ngọc Anh nói thế đấy. Chú không nói được. chú khóc ngào. Rồi, chú nghẹn ngào rồi. Con cảm ơn chú rất nhiều và mong chú giữ sức khỏe. Dạ. Hòa đi. Và trước hết thì con xin cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Khanh đã đến dự chương trình cùng với tất cả các anh chị em nghệ sĩ, và cũng như là cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán thính giả khắp nơi cho cái Music Box với dòng nhạc Tuấn Khanh ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.
Chương trình này được bảo trợ bởi D&D Gel và Winland Realty and Mortgage Incorporated. Trân trọng giới thiệu, văn phòng Winland Realty and Mortgage Incorporated là một văn phòng địa ốc và tài chính chuyên nghiệp cho bất động sản, phục vụ đắc lực trong lĩnh vực mua bán nhà cửa, cơ sở thương mại, đất đai, đầu tư và tài chính ngân hàng. Văn phòng có tư vấn miễn phí, cập nhật nhanh nhất các luật lệ và tin tức liên quan trong lĩnh vực này. Văn phòng tổ chức quy mô chu đáo, quy tụ nhiều chuyên viên lâu năm, dồi dào kinh nghiệm, luôn phục vụ khách hàng tận tâm, chu đáo. Sáng lập và điều hành bởi cô Lily Nguyễn, một chuyên gia tốt nghiệp ưu hạng về địa ốc và chuyên ngành nghề tài chính bất động sản. Giấy phép kinh doanh bất động sản số 01884309. Văn phòng tọa lạc tại địa chỉ số 16027 Brooker Street, Suite B và D, Mountain Valley, California 92708, điện thoại số 714-839-9667 hoặc 714-837-1823.